chủ đầu tư gửi bán dự án 5 căn tại phường Đông Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với cái giá chào bán vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 1.550 triệu đồng. Quý khách hàng đã có thể sở hữu cho mình một căn nhà 4 tầng, sổ đỏ chính chủ đầy đủ giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Với cái căn nhà này, quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 700 triệu đồng thôi là đã có thể sở hữu cho mình một cái căn nhà vô cùng tiện ích. Vị trí thì rất là gần với chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2 Đồng Mai mọi người ạ. Mọi người theo Ngọc Ánh vào vị trí cụ thể căn nhà. Căn nhà được thiết kế là 4 tầng, ngõ trước nhà 2m, cách trục đường ô tô đi lại 10m. Đó, mọi người có thể nhìn thấy luôn. Dự án 5 căn đã đi vào hoàn thiện và có 2 căn đã có nhà về ở rồi, đã có khách hàng về ở rồi mọi người ạ. Hôm nay mình sẽ quay cụ thể căn nhà này trong video này. Với mặt tiền của ngôi nhà là 4,8m, hướng nhà hướng đông nam, giá bán 1.550 triệu đồng. Với thiết kế của ngôi nhà như sau: tầng 1 được thiết kế là phòng khách và phòng bếp, thì mặt cửa chính của ngôi nhà thiết kế là 2 lớp, lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp, 2 lớp cửa rất là chắc chắn và an toàn. Ngoài ra, ngoài cửa chính thì có một cửa sổ phụ. Đấy, cửa sổ phụ ở bên cạnh này. Rất là thoáng, rất là mát. Hướng nhà đông nam thì vô cùng mát mọi người ạ. Và giá chào bán thì rất là hợp lý. Căn nhà đã được hoàn thiện gần như là xong hết 100%, chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Giá chào bán thì mọi người, Ngọc Ánh xin nhắc lại, 1 tỷ 550 triệu đồng. Đây chính là phần tầng 1 của ngôi nhà, được thiết kế phòng khách và phòng bếp. Gạch lát nền thiết kế kích thước 60-60, trần thạch cao, hệ thống đèn đèn LED chiếu sáng đều đã được hoàn thiện đầy đủ. Phía tầng 1 của ngôi nhà, chủ đầu tư có để một cái móc chờ quạt trần. Ở đây hệ thống điện, hệ thống nước đều đã được hoàn thiện, nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Với cái phần phòng bếp của ngôi nhà, mọi người có thể nhìn thấy thiết kế rất là phù hợp, rất là rộng. Với diện tích của ngôi nhà này chỉ 30m thôi, nhưng mà chủ đầu tư cố gắng thiết kế đầy đủ mọi công năng theo từng tầng để quý khách hàng có thể sử dụng theo từng tầng một cách hợp lý và hài hòa nhất. Tầng 1 của ngôi nhà đây, đây là phần phòng bếp. Thì bếp này được thiết kế là tủ gỗ lim Nam Phi mọi người nha. Đấy, hoàn toàn là tủ gỗ lim. Mặt bếp là được lát đá đen granite, xung quanh bếp là được ốp gạch 30-60, dễ lau dọn vệ sinh. Phụ kiện bếp chất liệu inox 304. Hướng nhà đông nam thì rất là mát. Phía tầng 1 của ngôi nhà còn có một nhà vệ sinh phụ, đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Mặt tiền của ngôi nhà thì rất là rộng, 4,8m mọi người ạ. Ngôi nhà rất là thoáng. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang thiết kế từ tầng 1 lên trên tới tầng 4 của ngôi nhà là gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc cổ bậc được lát đá xanh. Và mời mọi người theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Ở đây là phía hành lang đi vào phía phòng ngủ tầng 2, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đấy mọi người này. Đấy, rất là thoáng. Có nhà vệ sinh ở đây. Nhà vệ sinh thì mới lắp được 4 cầu thôi. Vì dự án này vừa mới đi vào hoàn thiện nên Ngọc Ánh cứ quay gửi tới quý khách hàng, bởi vì cái giá chào bán rất là rẻ. Từ vị trí của cái căn nhà này cách bến xe Nghĩa chỉ 2km thôi mọi người ạ. Rất rất là gần với chợ dân sinh, tiện lợi sinh hoạt hàng ngày. Với căn phòng ngủ này rất là rộng, mọi người có thể quan sát đấy. Căn phòng ngủ nó sẽ rơi khoảng tầm 15-16m². Trên phía phòng ngủ tầng 2 là được lát gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng và hệ thống cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng, rất là mát. Với cái căn phòng ngủ này, chủ đầu tư cũng lắp đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi. Căn phòng ngủ thì rất là rộng nha. Toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà đã được thiết kế là cửa gỗ lim. Đây.
Phía tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế đều giống nhau, đều gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Mọi người theo em lên phía tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà đây mọi người ạ, trên phía phòng ngủ tầng 3 này nó có hơi khác một chút về phần sơn so với tầng 2. Thôi còn đâu thì diện tích phòng, thiết kế phòng nó như nhau. Đó, cửa sổ hai bên mở ra rất là thoáng. Trên này thì chủ đầu tư thiết kế cái màu sơn đó, màu xanh. Còn một chút chút nữa về phần dọn dẹp thôi là căn nhà này có thể hoàn chỉnh 100% rồi. Gần như là có thể dọn đồ về ở ngay được mọi người nha. Tầng 3 là gồm có một nhà vệ sinh nữa này. Và cuối cùng xin mời mọi người theo ngoài anh lên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế như sau, gồm một phòng thờ và một sân phơi. Đây chính là phòng thờ của ngôi nhà. Đấy, mà có thể nhìn thấy với diện tích 30m2, chủ đầu tư thiết kế rất là hài hòa. Một số khách hàng của em bảo 30m thì nó quá bé, nhưng thực ra là với vợ chồng trẻ ở thì rất là phù hợp mọi người ạ. Vì cái giá cả của nó nữa, giá cả rất là hợp lý. Với cái diện tích 30m mà xây dựng 4 tầng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Như căn nhà này đây mọi người có thể nhìn thấy có 3 phòng riêng biệt, phòng bếp, phòng khách, phòng thờ, sân phơi. Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà, rất là thoáng. Đó, và mọi người nhìn trước nhìn sau, rất là nhiều nhà cao tầng, nhiều cây xanh. Vị trí thì rất là thoáng, hướng nhà thì là hướng đông nam. Ngọc Ánh xin nhắc lại một lần nữa với quý khách hàng về cái căn nhà này, thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Rất rất là gần với trục đường quốc lộ 6, cách trục đường quốc lộ 6 khoảng tầm 300m thôi mọi người ạ. Và cái giá chào bán 1.550.000.000 đồng. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này hoặc là về vị trí căn nhà khác thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013403 hoặc 0888 041444. Mọi người xem video của Ngọc Ánh đừng quên nhấn vào nút like để có thể ủng hộ em và nhớ bấm vào đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.